Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị. Ngày hôm nay, chị sẽ mở một hộp đồ chơi búp bê và nhà. Wow, ở bên ngoài chiếc hộp này các em thấy chúng ta có mô hình nhà và có thêm ba em búp bê rất là xinh. Chị mở ngay ra cho các bạn nhỏ của chị coi nhé. Wow, đây là bộ đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay. Gồm những mảnh lắp ráp để các em có thể lắp thành ngôi nhà cho búp bê. Ngoài ra còn có kèm thêm các phụ kiện khác nhau. Đây là phụ kiện bộ bàn ghế. Nào các bạn nhỏ thân yêu ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc lắp ngôi nhà nhé. À, trước tiên chị sẽ giới thiệu về kem búp bê của chúng ta. Đây là búp bê nhựa nguyên khối. Ba em rất là xinh. Em đầu tiên tóc màu cam và có và bới lên hai chùm. Mắt rất là to. Mặc áo xanh và mang giày hồng. Em búp bê thứ hai là tóc búi củ tỏi. Tóc màu hồng rất là sành điệu ha. Và em búp bê này đang mặc một cái váy đầm màu hồng. Cuối cùng, em này có vẻ trông hiền nhất nè. Tóc đen, áo đen và quần trắng. Giờ chị Chim xinh sẽ bắt đầu lắp ráp ngôi nhà nè. Đầu tiên là tầng dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái cửa. Còn đây là cái xích đu. Chiếc xích đu này chị Kim xinh sẽ lắp ráp ở phía bên hông ngôi nhà nhé. Đây, gắn vào đây nè. Wow, đây là phần trên của tầng 2 ngôi nhà. Có một cái biển đề chữ dòng chữ là Clubhouse Paradise. Những chiếc hàng rào màu hồng rất là xinh, chúng ta sẽ gắn lên. Vậy là chị Chim xinh đã hoàn thiện xong việc lắp ráp ngôi nhà Clubhouse dành cho ba em búp bê. Chúng ta có ngôi nhà 2 tầng và có xích đu. Tiếp theo chị sẽ lắp ráp bộ bàn ghế ăn ngoài trời. Đây là chiếc dù màu đỏ, trắng. Thêm một cái bàn. Và những chiếc ghế ngồi. Những chiếc ghế ngồi có cái tựa đằng sau nhé. Vậy là chúng ta đã có bộ bàn ghế ăn ngoài trời cùng với một chiếc dù. Tiếp theo đây,
đây là khu vực sẽ đựng đồ bán. Chị sẽ dán sticker lên trên mặt bàn cũng như là các vật dụng khác. Bảng menu. Wow, xong rồi các bạn nhỏ thân yêu ơi. Xin chào tất cả các bạn, mình là búp bê La La đấy. Ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn đến chơi nhà nhé. Và còn có thêm hai người bạn nữa. Mình sẽ đứng ở đây chờ hai người bạn của mình tới. Xin chào, mình là Mimi. Chào La La. Ô, chào Mimi. Hôm nay bạn đến đúng giờ quá nhỉ. Thật là vui. Wow, Susu, xin chào mọi người. Susu đến hơi trễ, mọi người thông cảm cho Susu nha. Chào Mimi nè. Chào cả La La nữa. Wow, ở đây có một cái xích đu thật là đã luôn. Susu sẽ lên trên tầng 2 để chơi. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa giới thiệu và mở hộp bộ đồ chơi búp bê và ngôi nhà 2 tầng dành cho bé gái. Chúng ta có một ngôi nhà rất là xinh như thế này, kèm theo đó là 3 em búp bê và bộ bàn ghế ăn ngoài trời để chúng ta tổ chức tiệc cho búp bê đó. Bạn nhỏ nào muốn mua thì có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh Chim Xinh Channel để có thể là người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.